hello xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến của lợi minh cờ đỏ sao vàng đẹp không anh chị các bạn rất là đẹp hả không đâu bằng cái lá cờ đỏ quê hương tổ quốc mình tôi nói anh chị các bạn một điều các bạn đi đâu không cần biết các bạn cần phải 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 yêu thương lấy cái lá cờ đỏ sao vàng này thì các bạn mới khôn lớn nên người. Dù các bạn có đi ra hải ngoại làm thì đi chăng nữa. Lá cờ Tổ quốc Việt Nam này rất là thiêng liêng. Hồn thiêng sông núi. Còn các bạn ra đi dù bất cứ hoàn cảnh nào mà các bạn chối bỏ cái lá cờ đỏ sao vàng, tôi nói các bạn, các bạn không còn là còn lớn nói hành người nữa đâu cả cuộc đời các bạn chỉ làm lao nô thôi nếu các bạn có trình độ kiến thức các bạn sang hải ngoại đất nước người ta để tu bộ để để tu dưỡng cái 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 cái, cái sự hiểu biết của mình tu quan nghênh và rất là tốt nhưng hãy nhớ rằng quê hương tổ quốc của mình là lá cờ đỏ sao vàng chứ không phải cái đám ngụy quyền sài gòn chứ không phải cái đám ngụy nô ở hải ngoại các bạn phải tự hào điều đó. Đất nước Việt Nam mình ngày hôm nay vang lừng khắp năm châu bốn bể các bạn thấy không? Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mình ngoại giao trên 200 quốc gia. Tiếng nói của Tổ quốc mình ngày hôm nay có tầm bóc trên thương trường quốc tế. Các bạn ra đi vì cuộc sống mưu sinh như thế nào tôi không cần biết phải luôn luôn nhớ về tổ quốc lá cờ đỏ sao vàng đừng có ngồi đó mà đến xứ người ta rồi, rồi cái cuồng cuồng thằng mỹ cuồng tư bản đó, tôi bậy, nó nói cho các bạn thấy ở trên mạng ngày hôm nay có rất nhiều có rất nhiều người tôi thấy tội cho họ nhà nước Việt Nam đưa ra nghị quyết 36 tạo cơ hội cho bà con kiều bào những người có tấm lòng với quê hương để hướng về tổ quốc và tạo điều kiện cho những người kiều bào họ giữ lấy công dân và quốc tịch Việt Nam ngày hôm nay khi tôi nhìn thấy có một số người họ đi ra hải ngoại rồi các bạn thấy họ muốn về Việt Nam để chiêm ngưỡng sự đổi mới phát triển của đất nước họ phải đi họ phải đi cửa sao tội thì thôi luôn họ phải ngồi đó họ phải đi qua Campuchia qua thổ chỉ kỳ hay qua một cái đất nước nào đó để chờ bay về Việt Nam tôi thấy tại sao mình phải tại sao cái tổ quốc đã mở được cửa cho mình đã đã mở rộng vòng tay đón mình mà mình không có chịu xin lấy cái hộ chiếu Việt Nam để rằng mình bay thẳng về Việt Nam trong khi đó mình phải bay qua Campuchia bay qua nước nọ để rằng mà chờ được vô Việt Nam tội vậy các bạn thấy không cho nên tôi nói chị các bạn hiện nay cái hộ chiếu quyền lực trên thế giới hiện nay là chỉ có cái hộ chiếu này hiện nay nhiều người rất là khao khát muốn được cái hộ chiếu này tôi nói anh chị các bạn biết rất là nhiều người rất là khao khát hàng ngày tôi xem tin tức ở trên mạng tôi thấy có nhiều người phải vội vã bỏ ra gần cả 200 đô để đặng mà xin được cái hộ chiếu này đi về Việt Nam để rằng mà chiêm ngưỡng cái quê hương tổ quốc đang phát triển đổi mới từng ngày để cùng nhau đón một mùa xuân năm 2022 các bạn thấy không cái hộ chiếu quyền lực một cái hộ chiếu mỹ những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước những thành phần nó cuồng mỹ nó nói là nó là hộ chiếu của mỹ nó là số một tôi nói các bạn giờ đi đâu cũng phải tốn tiền tốn của À, tại vì thằng mỹ nó ngoại giao khắp thế giới mà nó chi phối cả thế giới mà thì cái hộ chiếu nó các bạn muốn đi đâu thì các bạn có tiền đi mà đâu phải muốn đi là đi đâu các bạn thấy không à. như đi qua đi nhầm lộn qua bên trung đông gặp mấy thằng hồi giáo cực đoan cắt cổ với mẹ thấy hộ chiếu mày hộ chiếu mỹ vậy. lúc đó đi kiếm cái hộ chiếu việt nam để đặng mà nó đừng cắt cổ cho nên hôm nay tôi nói gì các bạn cái hộ chiếu này chẳng có gì là quyền lực cả đấy không bắt cái lửa của tôi đây <laughs> này. Này, cái hộ chiếu này mà nhiều người họ có được bắt đầu họ mơ họ mơ họ chửi lại quê hương tổ quốc các bạn thấy không và hôm nay tôi sẽ đốt nó đi tôi sẽ đốt nó đi các bạn thấy tôi sẽ đốt nó đấy. các bạn thấy nhiều người việt của mình phải đốt nó đi sao nó không cháy nữa con mẹ nó sao nó không cháy <laughs> có nhiều thằng cái nó cứ đuổi tôi về việt nam tôi sắp về rồi mình đốt nó đi Đấy, mình đốt mẹ nó đi chứ có gì đâu mà ngồi nó cuồng nó đốt cha nó cho rồi các bạn thấy không đốt cha nó đi không có cái gì đâu mẹ nhập được cái tịch quốc tịch mỹ thì ngồi đó cái mơ mỹ nó cốc đầu chết mẹ luôn đốt trà nó đi mẹ nó đốt nó đi cái thứ này nó chỉ là tờ giấy chùi đích thôi chứ có đâu <laughs> mấy thằng chống cộng nó thách tôi đốt hoài bữa nay tôi đốt cho coi đây các bạn nè có con mẹ gì mà tối ngày cứ ngồi đó đây Tham 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 Hộ chiếu quyền lực Đó hộ chiếu quyền lực Hộ chiếu này mới là quyền lực nè Đó Đó Tham tham tan. Tà, Các bạn thấy không Đã. Còn cái hộ chiếu này đút mẹ nó đi Có mẹ gì Mà ngồi đó Ngồi đó Làm thì lau nô chích mẹ luôn ngồi đó nước mỹ của tao nước mỹ của tao tao lao bây giờ phải bay qua campuchia ngồi chờ về việt nam tôi thấy tội 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 ơi là tội quá là tội này đô nó đi các bạn ơi chẳng có gì cả đeo có cần nó bây giờ mình có hộ chiếu Việt Nam mình đi vô Việt Nam mình cứ đi ra khỏi Việt Nam mình muốn đi đâu mình đi thôi hộ chiếu quyền lực á đấy hộ chiếu quyền lực của, của trụi trụi Nguy Nô nè có cái đá mà cồn Mỹ nè wow. <laughs> anh anh nghĩa chơi lớn anh nghĩa ơi chơi lớn rồi vài bữa em lấy em kiếm lá cờ lá cờ ba quen em đốt một bữa cho nó dậy sống là được than 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 nè quyền lực ở chỗ này nè đấy các bạn thấy không đấy quyền lực ở đây đấy à, còn cái này có con mẹ gì mấy cái thằng mà cuồng mỹ tôi nói các bạn nó nói gì chứ tiền đâu nó đi nó cài thấy mẹ nó nó cài từ sáng đến chiều tối gì đó mà nó cứ quay Việt Nam trời ơi Việt Nam khổ trời ơi Việt Nam tại cộng sản một bên kia dân bẩn xứ cốc đầu nó còn thu con chó nữa cài chết mẹ nó luôn này các bạn thấy không Mình ngồi đó mơ đi than 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 còn có hai bữa nữa là hai bữa nữa em về em, lên máy bay rồi à, anh 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 nghĩa ơi vui quá vui quá đốt mẹ cái này đi cái tâm cái tờ giấy chuột đít này có gì đâu anh à, cái thứ chuột đít này có gì ghê lúc nào ta đau lời mình trong chất lời mình tổ mẹ tôi gây <laughs> mẹ toàn là lau đô mà trên răng dưới dái bù lon con tán thằng mỹ nó nói gì cũng dạ chứ. bởi vậy tôi nói tội nghiệp người việt của mình nhiều khi họ không có cái niềm tin nơi tổ quốc anh chị các bạn họ không có cái niềm tin họ lúc nào cũng nghi ngờ tổ quốc <laughs> nãy giờ mình uống đúng ba bốn ba bốn chai bi rồi nha <laughs> đây là tổ quốc nè các bạn nè cái này mới là tổ quốc các bạn các bạn nhiều khi tôi thấy tôi tôi thương xót cho các bạn các bạn bỏ tiền bỏ của đi ra xứ người không làm nên được gì hết các bạn tưởng đâu qua xứ người các bạn học hành rồi các bạn sẽ sẽ sẽ, sẽ được vấn thân vào trong cái nước mỹ hay cái xứ tư bản không? bớt giỡn đi tôi làm cho công ty mỹ tôi biết các bạn muốn mà vào được trong những công ty mà có tiếng mà mà các bạn học xong muốn vào trong đó phải có người ở trong đó nó móc nối với nhau <laughs> nó giới thiệu với nhau Đấy. thì nó mới nhận các bạn chứ không phải là giỡn đâu các bạn từng nghĩ rằng tôi qua Mỹ tôi học rồi tôi kiếm được tiền cái này chỉ ngoại trừ những đứa nó quá giỏi đi đấy. các bạn thấy không? đấy con mè nó nó cháy thành cho hết trơn rồi kìa đấy nó trái mẹ thành cho hết rồi đấy. ngồi đó mà cứ cuồng nước, nước Mỹ của tao nước Mỹ của tao nước Mỹ của tao bài học của người Nhật còn đó tôi nói cho mấy những người Việt Nam mà cuồng Mỹ năm xưa những người Nhật khi mà có chuyện Thằng Mỹ nó cũng đem vô Tại tập trung nó nhốt ở trong đó Các bạn thấy biến cố 911 cũng vậy Những người mà 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 Châu Á rồi Mà có vấn đề Trung Đông rồi nó, nó xem Cũng như sục giật thôi có gì đâu Nè <laughs> Nó cũng thành cho Thành bụi thôi Nhưng mà tổ quốc của mình á thì nó trường tồn các bạn thấy không? Man. quyền lực chỗ này tôi thấy có nhiều người lên mạng khoe hồ chiếu, hồ chiếu mỹ, hồ chiếu đó bảo là hồ chiếu quyền lực nó nà no quyền lực ở đây than <laughs> nó chơi nhiều khi cái người việt của mình họ họ bỏ nước ra đi nhiều khi tôi thấy tội họ lắm anh các bạn họ đầu tư tiền của có nhiều ông đại gia trong nước các bạn biết tôi về tôi chơi với họ chàng ơi có người hầu kẻ hạ qua mỹ tôi chơi trên facebook rồi em lệ minh rồi, em có công việc gì cho anh làm chứ qua đây khổ quá anh đi hốt cất gà cất <laughs> gà tôi nói tôi nói thiệt tôi có công việc tôi cũng dám thề mấy ổng nữa tại vì phức tạp lắm thà tôi thấy tụi, thay tụi mấy, nó làm nó thiệt á <laughs> tội nó còn tại vì họ mơ tưởng nước mỹ mà họ chẳng biết họ tưởng nó dễ ăn lắm các bạn thấy không ừ, rồi sao cũng thanh cho thôi à, có gì đâu mày có gì đâu mà ngồi đó nước mỹ của tao nước mỹ của tao tao lao bởi vì mấy cái đám trong cộng quỷ nô bên này nó ghét tôi <laughs> mẹ sao mày không đuổi thằng này nó đi ông có nội cha nó cũng dám đuổi tôi tại vì tôi đóng thế cho nó nhiều quá Làm sao mà nó đuổi tôi đi được tôi đóng nuôi thế rồi tôi nuôi cả cái đám quỷ nô luôn chứ mọi phải... các bạn thấy không à, một cái trang trại của mình hoành tráng thôi không có đứa nào có cửa làm sao có cửa chơi được mấy cái đám mà trên toàn là cái thứ gì đâu không nó chỉ có bạn thùng rỗng thì kêu to nổ <cười> <cười> chẳng có con mày gì hết sẵn đây tôi muốn chia sẻ anh chị các bạn một điều gần đây có nhiều người họ họ nói với nhau rằng thằng lợi minh lên mạng sống có kênh nhờ nhờ kênh nổ no. tôi nói anh chị các bạn hồi nào chưa Tôi chỉ đấu tranh cho quê hương vì tôi yêu đất nước Việt Nam. Tôi đến cái đất nước Mỹ này, tôi hiểu được. Tôi hiểu được thằng Tư Bản nó là ai. Và tôi muốn chia sẻ cái những điều đó về với quê hương, về những người khác. Họ không có sống trong cái sự ảo tưởng. Chứ tôi không phải lên đây để đặng mà lập kênh kiếm kiếm từng cái quảng cáo. Nó có rất nhiều người từ khi mà tôi đấu tranh trên không gian mạng này mấy chục năm rồi chứ không phải mới đâu từ khi mà tụi cái đám ngụy nô mà nó dí tôi có nhiều người nói anh lợi minh ơi anh thấy anh có cả triệu view nó vậy sao ghê vậy nhiều đứa nó 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 nó, mà lập kênh nhiều khác lấy kênh đâu đó nó nói ồ vậy sao tôi còn không biết nữa còn ai chia sẻ những cái gì mà tôi like thì thì họ cứ chia sẻ nếu các bạn thấy những cái chia những cái gì tôi chia sẻ mà nó 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 nó, nó có cái sự hữu ích thì các bạn chia sẻ với nhau còn các bạn lập kênh lấy like của tôi mà các bạn chia sẻ mà các bạn kiếm được đồng tiền tôi mừng cho các bạn tôi nói thật đấy con người của tôi luôn luôn thích cầu tiến mà muốn những người khác phải cầu tiến chứ không phải ngồi đó cái than chiều than phiền tổ quốc tại sao chính phủ không làm cái này cho tôi không làm cái kia cho tôi nếu tôi chia sẻ những gì đó mà các bạn đưa vào kênh của các bạn mà các bạn kiếm được những cái view mà các bạn sống tốt tôi mừng tôi nói thật đó tôi mừng rơi nước mắt tại vì tôi là thằng kinh doanh tôi làm những công chuyện của tôi còn lớn hơn nữa có nhiều người còn nói tôi anh lợi mình view của anh lớn lắm em 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 sẽ quản lý cho anh anh mở kênh đi anh 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 sẽ làm chủ tịch chàng đất ơi thôi đi em ơi tôi không có mơ tưởng như vậy đến nỗi như vậy đâu tại vì cuộc sống của tôi nó rất là thực tế ở ngoài đời tôi kinh doanh tôi làm ăn tôi nhìn những con số nó nhảy ở trên thị trường chứng khoán và tôi đầu tư bất động sản và những cái buôn bán của tôi và tôi làm ăn của tôi mỹ thế nào bây giờ tôi nhìn những sự thực tế thôi còn những cái quảng cáo là tôi không có nhìn vào đó đối với tôi đó nó những cái sự gọi là nó chỉ marketing của tội tụi mỹ những cái những cái hàng google hay hàng youtube rồi nó quảng cáo nó kiếm sống thì nó có một cái phong trào lúc nào đó thôi chứ không tôi không bao giờ có cái chuyện mà <laughs> lên trên này à, Điếm view hay là mở kênh sống thế này nọ không có tôi nói chuyện là, tính của tôi vô tư lắm tại vì tôi sống tôi có được cái cuộc sống như hôm nay tôi muốn chia sẻ lại những người khác để họ có được những cái kinh nghiệm sống và khi nếu mà họ đến đất nước mỹ hay cái xứ tư bản họ không phải bị 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 lôi cuốn vào cái sự ảo tưởng chỉ vậy thôi <laughs> tôi vô tư lắm tôi rất là là vô tư và tôi chỉ đặt nặng cái vấn đề tình yêu quê hương dân tộc bất cứ kẻ nào mà xúc phạm tới quê hương đất nước dân tộc dù những tên đó là cán bộ hay gì tôi cũng chơi luôn tôi cũng sực tôi cũng đập luôn tôi không có sợ đâu tôi nói thật đấy cỡ như thằng trịnh lê hoài nam là mẹ nó tôi đập nó tới bến luôn chứ không phải giỡn đâu Tôi chưa giờ bao giờ biết sợ cái thằng mất dạy đó đâu Cái thằng ngu xuẩn đó đâu Nó ngu giả mà Tôi nói chuyện các bạn biết Là một người cán bộ Mà lên trên mạng Sử dụng mạng để đặng mà mà chống phá Những cái gì mà gọi là Tướng lãnh Rất là ngu xuẩn. Nó, 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 sự ngu xuẩn của nó nó ngáo Mạng này Nó là một cái sự thật thật giả giả Mà nó nó mờ ảo mà nó biến trắng thành đen đen thành trắng toàn là một cái thứ gì đâu không mà đem ra đến này giật áo cho người ta xem lưng ngồi đó đưa qua những cái truyền thông tầm bay tầm bạ bởi vì các bạn thấy nó bị kỷ luật và nó cho nó hu non các bạn thấy không nó ra hồn vía gì đâu mà lúc nào nó làm giống như nó là yêu ba yêu đảng đó là lý do tại sao mà cái thế giới cộng sản cái cộng sản liên xô và và đông âu bắc âu nó sụp đổ anh chị các bạn không phải là chuyển biến vào bình mà do sự thói quá trong những cái từng lớp cán bộ họ, họ 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 có những cái thành kiến trong nội bộ lẫn nhau và thằng mỹ tụ phương tây nó cáo già lắm tôi nói anh chị nó lợi dụng nó chụp lấy những cái cơ hội đó và nó mua chuột ông rô chớp bị nó mua chuột tôi nói các bạn biết từ khi ông rô chớp mà 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 giải thể khối cộng sản ông trốn thấy mẹ ông ông mà đi ra lạng quạng dân mà liên xô cũ các bạn biết nó giết ông liền ngay cả những cái khối mà đông âu những cái người mà đông đức họ nói ước gì họ quay trở lại cái thời đó tại vì cuộc sống của họ nó nó, nó an nhàn hơn nó không phải giống như những sự giả tạo của chủ nghĩa tư bản, nó 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 nó, nó xảo trá và nó mị dân. Bởi vì các bạn thấy ngày sau này ông, ông 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 Putin, ông nói tiếc chứ mà ông rất là nói tiếc về cái ông Robach, ông bị thói quá, ông bị hằng Mỹ bỏ tiền ra mua chuột Mà phương Tây nó mua chuột Các bạn biết thằng Mỹ nó giàu lên là gì? Nhờ hai cuộc chiến tranh thế giới sau khi hai cuộc chiến thế giới chấm dứt nó trở thành một cường quốc trên thế giới và nó rất là sợ cái khối cộng sản phát triển mạnh sẽ lấn áp nó chính vì vậy mà nó xâm lược Việt Nam các bạn biết nó xâm lược Việt Nam với mục đích là để ngăn chặn lòng lần sóng đỏ tại vì giai cấp cộng sản những người cộng sản là những người đại diện cho từng lớp công nông họ giải họ giải phóng cái cái từng lớp công nông công nông ra ra khỏi cái sự bóc lột tàn bạo của chế độ phong kiến và thằng chế độ phong kiến nó chuyển mình thằng tư bản nó mỹ dân ngày xưa nó bóc lột tàn bạo thì sau này nó bóc lột nhưng mà nó cho ăn cho nên nó rất là sợ chủ nghĩa cộng sản nó phải nó phải nó phải tiêu diệt nó tìm đủ mọi cách nó dùng sức mạnh đồng tiền của nó các bạn thấy không bởi nó 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 đưa cái khối cộng sản liên xô và đông âu bắc âu vào trong một cái cuộc chạy đua vũ trang với nó và nó dùng đồng tiền của nó nó mua chuộc những người mà cán bộ những người mà lãnh đạo gọi là họ thói quá họ không có sự trung thành với đảng nó làm suy yếu nhau tố gọi là tố đấu tố nhau cuối cùng phải tan rã thôi làm sao chịu nổi các bạn thấy không nó dùng sức mượn đồng tiền của nó thằng mỹ nó rất là sợ cái khối cộng sản đó là lý do tại sao nó xâm lược việt nam các bạn nhưng mà nó bị nó sai lầm. nó tưởng đâu việt nam dễ ăn lắm khi nó vô nó nuốt không nổi nó nó nó, bị xa lầy tại vì tinh thần dân tộc cái người cộng sản việt nam mình cái tình tinh thần dân tộc tự tự cường rất là cao và mình đi theo cái đường lối chủ nghĩa là gì tư tưởng của bác hồ chí minh mình khác với lại những cái khối mà cộng sản Liên Xô và Đông Âu khác một trời một vực. Mình có cái tư tưởng Hồ của Bác Hồ Chí Minh rất là là tuyệt vời. Bác Hồ là một người nhân tài, nghìn năm mới có được một người như bác. Bác hiểu được, bác lấy dân làm gốc. Các bạn thấy bác lãnh đạo rất là giỏi, những cái mâu thuẫn trong nội bộ thì bác dàn xếp làm ổn thỏa. Cho nên khi bác kêu gọi nhân dân hai miền Nam bắt đứng lên thống nhất đất nước. Và ngày hôm nay các bạn thấy những cái thành phần cán bộ theo bác và đảng nó cũng ca ngợi đảng. Nó mở đủ diễn đàn nào là chống diễn biến hòa bình, chống uh, tiêu cực nội bộ đảng. Toàn là cái đám tàu lao dịch áo cho người ta xem lưng. Nó ăn cơm mặc áo đảng. Các bạn thấy không? Cái thằng chính Lê Quay Nam này nó là một cái thằng hồng dễ binh rất là nguy hiểm đấy nó đang tụ tập những một cái người mà gọi là nhẹ dạ cả tin theo nó làm xíu niềm tin của đảng nó chẳng có, có, bởi vì một người mà làm trong tổ chức không bao giờ như nó các bạn suy nghĩ đi không bao giờ phải trung thành với đảng nhất là mình là người cộng sản việt nam tư tưởng của bác hồ rất là tuyệt vời cả thế giới ngày hôm nay họ còn nghiêng mình họ kính cẩn các bạn thấy những tượng đài của bác ngay cả mexico một cái đứa kế bên nó còn dựng lên để đặng mà nó tôn thờ một cái người dĩ nhân vĩ nhân như bác kế bên thằng mỹ các bạn thấy <laughs> nó còn kính trọng bác mà cái thằng nam này nó ngu lắm anh chị các bạn ơi nó nó chống cái một cái ông tướng lão thành cách mạng là nó đã ngu xuẩn rồi tôi nói gì các bạn tại vì gần đây nó chửi ông quá đi tôi thấy sót ruột tôi bức xúc thôi cái, thằng chó đẻ gì, trịnh lê hoài nam này nó mất dạy nó nó chủ nghĩa cá nhân một cái vị tướng của của dân tộc mà nó chửi ông mày tao nó các bạn thấy khủng khiếp âm mưu của cái sự gọi là hồng vệ binh mất dạy đó là tại sao cái khối chủ nghĩa cộng sản liên xô và đông âu và tây âu sụp đổ bởi những cái thành phần cán bộ thói quá đạo đức bị kỷ luật bắt đầu hằng mỹ tuổi bác đó, các bạn biết mà hằng mỹ nó rất là sợ cái khối cộng sản tại vì khối cộng sản mà lớn mạnh mà làm chủ thì sẽ chiếm lấy châu âu hằng mỹ nó mất đi quyền lợi của nó cho nên nó phải tạo ra những cái sự mâu thuẫn Những cái thành phần gọi là Lưu manh giả danh trí thức Những thành phần chính trị nữa mùa Như cái thằng cái thằng mà Trịnh Lê Hoài Nam Các bạn thấy không Trình độ học vấn nó đâu có đâu Nó chỉ đi vào quân đội Rồi nó thăng quân thăng hàm Bắt đầu nó tạo ra những cái sự tào lao trong xã hội Lên mạng Chống tướng Chống tàu lao Nó không biết cái gì mà nội bộ hay là cái gì cần phải đưa lên mạng và cái gì không nên đưa lên mạng ngu chết mẹ bởi vì tôi nói cái thằng này tôi nói nó tôi bức xúc là tại vì cái sự ngu xuẩn của nó ngu dã man mà học tư tưởng của Bác Hồ rồi nó nó không nó không có 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 hiểu được nó học được một phần của Bác Hồ thôi là con người của nó cũng cũng hơi đỡ rồi các bạn biết no nó học về chiến lược mà nó không có nó học về mưu sĩ nhưng mà nó học không nó không có học về đạo đức và nhân cách cho nên con người của nó thằng này nó nó rất là thâm độc tôi nói anh chị về thằng trịnh lê về nam khi mà tôi giao lưu với với nó tôi bắt đầu tôi, 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 tôi mới thấy được bản chất của thằng này nó đập ra một cái nhóm nó đưa con phùng vũ hà vào trong đó các bạn thấy có cái bốn tự có của nó ăn ngủ nằm về chơi bời đi Chà, hồi lúc mà tôi giao luôn Rồi nó nó cười tôi ghẹo nó mẹ nó nó ba tôi, tôi chọc nó mà nó cái kiểu giống như nó ghen với con phụ hà con phùng phụ phùng hà có cái cái khăn mà đeo cổ lúc nào nó cũng ngồi đó nó giữ cái khăn Chà, mẹ nó tưởng là tôi cua con phùng phúc hà tôi đâu có khùng đến nói như vậy tôi nói anh chị các bạn cái con phùng phúc hà này nó cũng bị nó cũng bị quan tưởng bởi vì nó có cái vốn tự có của nó thì nó theo thằng nam này thằng nam này chống lưng của nó rồi có một số mấy ông tướng lãnh cấp tá đồ nghỉ hưu rồi chống lưng cho nó nữa các bạn thấy không Đó. chống lưng cho nó cho nên nó mới mạnh miệng như vậy thôi hằng này mà tước quân tịch của nó là đất nước mà có biến cái nó quay qua rồi nó bỏ đảng là nó đi theo giặc thôi thằng trịnh lê Hoài nam này tôi nói cho các bạn mấy cái thành phần này tôi gặp trên mạng rất là nhiều tôi đấu tôi đấu đá với mấy cái ông mà cụ cán bộ mà theo bác và đảng trường kỳ đó, lên là bắt đầu bất mãn bắt đầu quay ra tôi nói chàng ơi chú ơi bác ơi mình đã theo bác và đảng mỗi thời kỳ lịch sử nó khác nhau cái gì quá khứ cứ để dung quá khứ đi khép lại để mình chỉ mong làm sao giúp những thế hệ sau này nó sự hiểu biết của nó nó khác và học vấn trình độ kiến thức của nó để nó nó phụng sự phụng sự đất nước được tốt hơn để không phải là phụ lòng những cái người tiền nhân họ đã nằm xuống các bạn thấy những tấm gương của những người tiền nhân họ đã nằm xuống tấm gương của của những người họ họ đã vì vì quê hương tổ quốc dân tộc họ hy sinh và cống hiến cả một đời tuổi thanh xuân của họ các bạn thấy anh Nguyễn Thái Bình không? anh Nguyễn Trăn Chổi không Đấy, họ chọn vì tổ quốc thà họ hy sinh cho tổ quốc để tổ quốc được trường tồn mà ngày hôm nay có những kẻ tàn nhẫn vô nhân đạo chỉ vì lòng ích kỷ của nó nó đem chuyện nội bộ qua, nó đem nó đưa lên mạng rồi nó đấu tố nó chửi nó chửi nó chửi ông cụ thước mà tôi ngồi tôi xót anh chị các bạn tại ổng gần cả trăm, trăm tuổi rồi các bạn thấy mình có một vị tướng như vậy mình hãnh diện chứ các bạn Bây giờ Việt Nam mình các bạn đi tìm đâu có được một người vị tướng cả trăm tuổi già như ông cụ thước. Tại sao mình không thương ổng? ổng ừ. có nói gì chăng nữa, ổng ổng già rồi mà ngồi đó cả một lũ kéo nhau chửi ổng mày tao nó. Tôi nói chàng đã có hơi còn gì hệ thống nữa. Ây giờ dạ. Go get cái <laughs> hai thằng tướng lãnh của mình đó. Đấy ba que nào nhảy ra là nó lụm liền các bạn thấy không? đấy à, bao que nào nhảy vô chơi liền <laughs> đấy. còn có mấy ngày nữa mình về quê hương rồi mình đang dọn dẹp cho nó gọn gàng để mấy đứa nhỏ nó không phải vất vả đấy các bạn thấy không đấy đấy <laughs> vậy thôi vậy thôi thôi mình tâm sự với anh chị các bạn tới đây chứ khi mình lên máy bay mình sẽ tâm sự với anh chị và các bạn biết tôi sẽ tiếp tục chửi cái thằng khốn nạn trên đây về nam này cho đến khi nào tôi về đến việt nam để coi nó chi nã tôi tới đâu tôi... tôi muốn coi nó chi nã tôi tới đâu năm nào nó cũng chi nã tôi hết trơn á mẹ nó mỗi lần ở bên đây thì tụi ngụy nô cái đám ba sọc nó chi nã về bển tụi hàng chỉnh lấy hồi nào nó chi nã mắc cười không nói chứ về bển tôi cũng có nhiều khi bạn bè anh em nói tao đi với mày nhiều khi tao sợ lây vạ nó nói vậy thôi đừng đi với tôi nữa mỗi lần tôi đi tôi đội nón bảo hiểm chắc cú lắm Tôi ngó trước ngó sau có mấy đứa mà bạn bè nó cũng làm việc trong cơ quan đó anh anh đi đâu anh cẩn thận nha anh nhân có kiến hậu nó trời ơi em ơi con người ta ai cũng có số rồi ai cũng phải chết khi mà mình vì tổ quốc quê hương của mình mà mình phải ngã xuống thì phải tự hào em à không có gì cả không có gì sợ cả chân lý mình vì chân lý vì tổ quốc vì tinh thần dân tộc mà mình phải ngã xuống giống như bao cha anh những người đã đi trước tự hào vô cùng tự hào <laughs> Thôi mình xin dừng lại ở đây chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.